Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh màu quả đào này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé. Có những màu thì mình nên kết hợp nhiều màu với nhau các bạn.
chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang làm bức tranh một quả đào này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình sẽ được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu số tiếp theo.